Kính chào quý khán thính giả trên đài Việt Mỹ Television. Tôi là Joe Dovin, điều hợp chương trình What's Going On với anh Nguyễn Tấn Duy. Hello anh Duy. Xin chào tiến sĩ Joseph Dovin và Nguyễn Tấn Duy. Xin chào khán giả của Việt Mỹ TV. Welcome back. Trong hai tuần qua chúng ta thấy Thế vận hội Olympics ở Rio 2016 rất là hào hứng cũng như là rất là nhiều chuyện bất ngờ như những lần thi đua khác. Chúng ta cũng thấy có xuất hiện một số những siêu sao, những athlete, lực sĩ rất là giỏi như là Michael Phelps. Bây giờ để nói về Michael Phelps và tay bơi, thật là một người vô lịch sử. Chưa từ họ đó giờ chưa có một người lực sĩ nào tham dự trong Thế vận hội mà được nhiều medal và nhất là medal vàng. Hình như là ông Phelps đã tham dự 4 lần Thế vận hội phải không? 4 lần, đúng vậy. 4 lần. Beijing. Và lần nào cũng cũng thắng được giải medal vàng hết, và đồng thời cũng là người đạt được nhiều huy chương vàng nhất từ trước đến giờ, 23 huy chương vàng. 24. 24 hả? Tổng cộng 24 vàng, tổng cộng trong cuộc tranh đấu của Michael Phelps là 28 medal tổng cộng trong Thế vận hội. Là 24 là vàng. Đó là nếu mà so sánh những quốc gia trên thế giới hiện giờ, anh Michael Phelps còn nhiều mà đây vàng còn hơn là những nhiều cũng như là Việt Nam của chúng ta nè, cũng như Lào nè, Campuchia nè, và những nước Âu Châu cũng như là mấy nước Âu Châu nhỏ, thì cái đó là lịch sử rồi. Tại một người có thể nhiều mà đây vàng hơn là những một mấy quốc gia, cái đó là rất là chưa bao giờ có. Ông Michael Phelps bơi còn hơn con cá bơi nữa, và khi ông giang cái hai cái cánh tay của ông ra thì nó dài, đúng dài kỷ lục, và cái ông ôm là hai cái tay có thể đụng nhau đằng sau lưng, thì cái chuyện đó cái cánh tay quá dài, và con người thiệt là lực sĩ mà đặc biệt về bơi lội thì không có ai qua khỏi, đúng vậy, Michael Phelps. Và cũng đồng thời trong Thế vận hội này chúng ta thấy có một số những lực sĩ như Michael Phelps thì giác đó, dùng giác hơi đó, đúng để rồi. để mà cho nó là máu huyết lưu thông và họ cảm thấy nó khỏe hơn khi họ bơi lội, thì cũng là một cái hiện tượng làm cho một số người đặc biệt ở Trung Quốc theo dõi và để ý và bắt chước, thấy không, đó là một cái phương pháp điều trị gia truyền hay là cổ truyền của Trung Quốc mà được sử dụng bởi một người Tây phương, anh Michael Phelps và những người khác nữa cũng nên có những cái giác hơi trên lưng, thì cái đó chúng ta thấy rằng có nhiều khi có những cái phương pháp chữa trị từ cổ xưa hay là từ Á Đông chúng ta vẫn áp dụng trong thời đại này và có hữu hiệu. Đúng, cái đó là rất là good point. Nếu mà chúng ta nói về những cái cách chữa bệnh hay là của Á Châu của chúng ta, và hiện giờ những cái cách đó, những nước Á Châu như là Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Miên, Thái Lan này nọ, họ coi những cái đó là xưa rồi, họ coi thường, họ không có quan tâm, tại vì họ đã progress nhiều quá, nên thấy những cái hữu hiệu, những cái cách mà chữa bệnh của ông bà tổ tiên của chúng ta mấy ngàn năm qua là một cái cũng như là barbaric hay là archaic, nhưng mà bây giờ những cái cách chữa bệnh của ông bà chúng ta cũng mấy ngàn năm trước, bây giờ là Mỹ, Âu Châu họ dùng mấy cái đó để không những là nó không có lạc hậu mà còn là tân thời, đúng vậy, còn đúng là rất là mốt, đúng đúng mà nước Á Châu của chúng ta coi thường mấy cái đó, khi cũng như là khi dễ những cái cách đó đã có tồn tại trong mấy năm hơn 5.000 năm nay. Chúng ta biết rằng Tây phương thì giỏi về thuốc men, tức là về dược phẩm, thì Nga năm nay bị rất là nhiều các lực sĩ gạt bỏ ra bên ngoài, không được thi đua là vì doping, đúng, dùng những hóa chất, dùng những thuốc men để tạo thêm tăng sức lực để thi đua, thì cái điều này đã bị Olympic Committee họ cấm một số lực sĩ từ Nga. Cũng như trước đây chúng ta biết về lúc mà Liên Xô còn tồn tại ở USSR thì họ doping rất nhiều, rất là dùng nhiều các thuốc kích thích, hormone vân vân, và kể cả Trung Quốc. Mà năm nay thì Trung Quốc đứng hạng 3 về medal. Được, cũng... mà sắp sửa mất cái hạng nhì.
Hiện giờ là Trung Quốc là hạng nhì, 51, còn nước Anh là 50. Thì vào hôm nay là Trung Quốc chỉ dẫn Anh có một một cái mã đai thôi. Thì trong những cái môn còn lại trong Thế vận hội là những cái môn đó không phải là của Trung Quốc thường. Tuy nhiên chúng ta cũng hãnh diện một số các lực sĩ Á Châu chúng ta thi đua cũng rất là giỏi, nhất là những môn võ thuật hay là gymnast hay là bơi lội cũng có người Á Đông chúng ta, và thì cũng có một ông Việt Nam thắng giải thiệt xạ, thì cũng đã là một cái điều trước đây Việt Nam Cộng Hòa chúng ta cũng có những người thắng giải thiệt xạ, thì đó là một cái điểm son là chúng ta có những con người khá giỏi từ Việt Nam. Tuy nhiên vì cái chế độ cho nên bị kiềm hãm rất nhiều và không tham dự vào những cuộc thi đua quốc tế nhiều như đáng lẽ phải có. Mà tiến sĩ Joseph có để ý lúc mà cái ngày khai khai mạc của Thế vận hội, cái những cầu thủ của nước Việt Nam chúng ta đi không có bao nhiêu, nhưng mà cái phái đoàn còn nhiều hơn những người cầu thủ nữa, nghĩa là những người phái đoàn đó là đem con vợ con cái và vợ đi 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 thăm chơi, đi cái đó là chơi. một hình thức tham Cái nhũng đó là đó. một, đúng vậy, cái đó là một cái hình thức tham nhũng. Những cái bữa những cái tham cái Thế vận hội này là cho lực sĩ, cho những người cầu thủ, cho những người đã chịu cực khổ từ nhỏ đến lớn để perfect cái môn của họ, nhưng mà chế độ cộng sản cũng vẫn tiếp tục lợi kiếm cách để tham nhũng và lấy đi những cái danh dự của những người cầu thủ và lịch sử. Cái đó Vâng, là thưa một quý cái vị, buồn cho Việt Nam chúng Thế ta. vận hội cứ mỗi 4 năm một lần và rất là hiếm có những người mà thi đua hơn là 2 lần hoặc là 3 lần hay 4 lần như ông Đúng. Michael Phelps, vì cái tuổi tác nó qua đi và sức khỏe nó hao mòn không còn như cái thời cao điểm của mình. Nhưng mà chúng ta thấy một người chạy đua rất giỏi là Usain 3 năm, Bolt, 3 lần liên tục. ba lần và ông vẫn giữ được sức khỏe phi phàm và chạy rất nhanh, cũng như là tự ông đã vượt cái kỷ lục của chính ông đặt ra, thì chúng ta thấy cũng là một cái hiện tượng Đúng. khá là hiếm quý. Đúng vậy, đúng vậy. Và chúng hỏi anh Duy về cái trường hợp mà có một cô cổ bay phóng qua để mà đạt giải vàng, thì anh Duy nghĩ sao về cái việc đó? Về nếu mà nói về chạy đua đó, hồi đó tôi cũng có chạy đua thời trung học và một thời gian, và nói về những người mà chạy đua, họ coi đó là rất là một cách không phải là lường biệp, nhưng mà một cách ma quỷ để lợi dụng cơ hội để lấy một cái chặng đua như vậy. Theo trong tin tức nói là có nhiều người đã chạy qua ủng hộ cậu, cái hành động của cậu, nhưng mà cũng có một số người không có ủng hộ về cái chuyện đó, tại vì cái đó là không công bằng. Tại vì như chúng ta thấy, nếu mà cậu sơ ý bị dấp té thì không không có nói gì. Cái này là cố tình phóng rõ ràng. Đúng, cái này là cố tình, nên có nhiều người không phục, và cũng có nhiều người coi cái giải thắng của cậu là một cái không phải là quang minh chính đạo. Tuy nhiên, Đỗ Vinh xin có một ý kiến hơi khác với anh Duy chút xíu trong cái điểm này, vì là chúng ta biết trong những cái cuộc thi đua đó, cứ mỗi một cái môn thể thao nó có Đúng. thay đổi theo thời gian. Đúng, đúng. Chẳng hạn như cái môn mà nhảy nhảy qua nhảy cao đó, Nhảy cao. nhảy cao đó, quý Ừ. vị biết hồi trước đó, họ nhảy sấp lên như vậy, Đúng. nhảy sấp Ừ. cái bụng xuống dưới. Đúng. Thì sau này đó có một ông từ Oregon, ông tên là Fosberg, thì ông mới gọi là Fosberg Flop, ông nhảy ngược cái lưng lên, tức là cái lưng xuống dưới và cái đầu đi trước rồi Đúng. dang lên, rồi hai cái vai nó đưa qua, rồi cái chân mới búng lên, thì mới đạt cái kỷ lục cao hơn. Và từ Đúng. đó cái cách nhảy nó không còn là nhảy sấp chân này qua chân kia trước, mà là nhảy ngửa ngược lên. Thì tất nhiên nó có những cái biến đổi trong cái môn thể thao. Thì đây, về cái phần chạy đua thì có thể nó sẽ trở thành một cái tập tục mà sau này đó những người chạy đua đều phải ở cái phút chót hay là một cái bước chót và phóng. Thì nếu mà tất cả những người đều làm như vậy thì nó sẽ thay đổi một cái cách chơi mà trước đây trước trước đây như lẽ ra nếu mà cô này bị kỷ luật, Olympic team nó không được, là Đúng không được thắng, không đúng giải đúng ra vàng. Nhưng này cái này Olympic không nói không, cô lúc vẫn thắng, và vì vì vươn tay, vì phóng tới, thành ra đi vượt qua cái đích đúng trước cái những hai người kia. đúng nhưng Thì mà chúng ta thấy có thể cái luật chơi nó biến đổi không? đúng nó
đúng, trong luật lệ của Thế vận hội không có những cái luật lệ đó, miễn là mình chạy tới qua cái line đó trước thì mình là người thắng. Nhưng mà nếu mà như vậy á, thì trong tương lai Ai họ cũng phóng ai cũng phóng hết, đó là không hết. còn không phải là còn đua nữa, có là một cái môn phóng rồi, có là không có công bằng cho những người Well, mà chúng ta sẽ chờ xem, tiếp để chứ có thể 4 năm nữa chúng ta cũng còn đây phải không nè. Thì chúng ta theo dõi để xem những cái luật chơi, những cái cách chơi, những cái tập tục, đúng những cái giám sát, và chúng ta cũng là một hình thức giám sát chứ, là có đúng thể vậy giống đúng như anh vậy Duy nó không, tôi không phục cô cái ấy, cô ấy đó nó không phải là danh minh chính đại, nó không phải là không công bằng, nó không không công công bằng, bằng, tại vì mình thì chúng ta tất cái này nhiên là là chạy, cái này là môn chạy chứ không phải thì thấy cô môn ấy rất là hơi hài hước phải không nè. Thì tới phút chót thì cô bay tới đưa cái tay ra thì là thắng, đúng. thì mình thấy cái điều đó có thể nó không 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 trước đây chưa ai thắng như vậy. Nhưng mà những con ngựa đua chạy thì phút chót nó nhót lên một cái, nó đưa cái lỗ mũi nó tư, nó thắng bằng cái lỗ mũi á, thì làm sao. Thành ra mình cũng cũng khoan để mà phán xét quá nặng nề vì ở đây là cái tinh thần Cái đó không phải là tranh tinh đấu. thần nữa, cái đó không phải là tinh thần công bằng nữa, cái đó là tinh thần Không một không cái bây giờ mình không nói công bằng, gian lận. mình không nói công bằng, nhưng mà đối với mình chưa 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 chấp nhận cái phán quyết là gian lận chưa, bởi vì để xem trong những thế vận hội tới có những người có hành động như vậy hay không. Đúng. Thêm một điểm controversy, chỗ Ok. này mình bước qua một cái đề tài khác nó cũng hơi quan trọng. Một anh judoka của Ai Cập Đúng và đúng một rồi. anh judoka của Israel, hai anh đấu nhau, sau trận đấu một anh đưa tay ra bắt, anh kia không chịu bắt. Đấy. Thì anh người Ai Cập bị đuổi về, không cho thi đua tiếp những trận sau này. Thì tôi muốn hỏi anh Duy, thấy cái đó có công bằng hay bất công không? Nó no, cái đó rất công bằng, tại vì trong lịch sử của chúng ta, Thế vận hội là một cái cơ hội cho cả thế giới tham dự trong một cái môn, một cái thi đua không có dính líu chính trị, cũng không có dính líu gì ngoài chỉ cái những cái môn mình tham dự thôi, và một cách cho cái đó một cái cơ hội cho người cho chúng ta để tỏ vẻ là mọi người công bằng với nhau, và mình chỉ thi đua cho thắng thua thôi, chứ không phải là lợi dụng cái cơ hội này để tỏ vẻ một cái cách chính trị gì hết. Mà thì cái Thế vận hội, cái ý nghĩa của nó là như vậy, chứ không phải là chúng ta đưa chính trị vào. Nếu mà chúng ta nói như vậy là Mỹ là một quốc gia cả thế giới ai cũng ghét hết, tại vì Mỹ là mạnh nhất và giàu nhất, và hiện giờ những cầu thủ của quốc gia Mỹ là những người giỏi nhất trên thế giới, thì nếu như vậy là không có ai chịu bắt tay và ủng hộ nước Mỹ hết. Thì cái đó là chúng ta phải coi là nên cái một người lực sĩ này của Ai Cập lợi dụng cái cơ hội này để tỏ vẻ cái chính trị, cái political stand của ảnh, tại vì thường thường Ai Cập là một một quốc gia theo Hồi giáo, còn Israel là theo Do Thái, thì hai nước trong lịch sử 5.000 năm nay họ hai nước hai cái đạo đó lúc nào cũng đánh nhau, thì cái đó là một cơ hội của họ để tỏ vẻ ai là hùng hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có phần đồng ý mà cũng có phần nhìn một cái khía cạnh khác với anh Duy trong trường hợp này. Thứ nhất, về khía cạnh chính trị thì chúng tôi gần như đồng ý là Thế vận hội không muốn đưa chính trị vào một Mà cái có sinh hối hoạt. lộ nha. Đúng 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 ra đó, Thế vận hội thì không muốn thôi, tức là Dạ. trên nguyên tắc và trên Trên cái nguyên chính tắc sách, không có muốn, đúng vậy. trên chính sách và trên cái tinh thần hữu nghị và giao đua, gọi là hay là giao lưu, hay là để mà chơi với nhau những cái cuộc hào hứng, những cái cuộc thi tài, thì họ không muốn có những vấn đề chính trị trong đó. Cái đó là không muốn, hoặc là Đúng vậy. chính xác là cái chính sách nó Cái không ý nghĩa có của Thế vận không hội như vậy. muốn ủng hộ hoặc là đã phá một cái lập trường chính trị nào khác, thì tất nhiên là họ không có đồng ý với cái sự tỏ vẻ hay một cái thái độ chính trị, và có thể bị kỷ luật nếu mà có những cái thái độ chính trị mà nó không có nằm trong cái tinh thần Thế vận hội là tinh thần hữu nghị. Thì cái đó anh Duy phân tích rất là chính xác. Tuy nhiên, đối với nhìn một cái khía cạnh khác là vấn đề cái sự an toàn của cá nhân của anh lực sĩ này, vì vì có thể một lý do tôn giáo, có thể vì một quan điểm chính trị cá nhân, có thể vì anh quan ngại anh bắt tay người lực sĩ Do Thái đó, khi anh về nước anh sẽ bị hại, hay là anh đã bị đe dọa, hay là anh có thể bị mất mặt
trước công chúng của xã hội và cộng đồng của anh. Thì như vậy Thế vận hội có tôn trọng cái quan điểm cá nhân của các luật sĩ hay không? Thì đây là vấn đề chúng tôi nói bên ngoài cái vấn đề chính trị. Giả dụ tôi nói có thể không có xảy ra nhưng mà trong tương lai có thể xảy ra, tức là hai người đang đấu với nhau mà một nam một nữ. Và cô nữ đó là người Hồi giáo, nó không bắt tay, tôi là một phụ nữ Hồi giáo, tôi không bắt tay với một người nam khác đạo với tôi. Thì vì cái tôn giáo họ chứ không phải thái độ chính trị, họ không bắt tay thì sao? Bắt cô phải bắt tay mà cô không bắt tay kỷ luật cô, thì tôi thấy cái đó hơi ép. Hơi ép, và trong trường hợp này tôi vẫn tôn trọng cái chọn lựa rất cá nhân của anh luật sĩ Ai Cập không bắt tay người Do Thái. Bây giờ giả dụ tôi nói tương lai hay là trong quá khứ đi, Việt Nam Cộng Hòa với bên Cộng sản Việt Nam đều đưa luật sĩ tới, phái đoàn tới chơi với nhau, mà vì thái độ chính trị họ không bắt tay, vì chúng tôi đang chiến tranh với nhau mà, hay Nam Hàn, Bắc Hàn, hay là các nước đang giao tranh với nhau, họ vẫn tới chơi trong Thế vận hội, nhưng mà họ vẫn giữ một cái khoảng cách nào đó, bởi vì bên ngoài cái Thế vận hội nó còn cái thế giới thật sự, và cái thế giới thật sự nó có những cái luật chơi khác, mà cái người luật sĩ đó họ đâu, họ chỉ thi đua một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần trong cái Thế vận hội, mà họ trở lại họ phải sống với dân tộc họ, trong đất nước họ, trong xã hội họ. Và nếu họ sai với những cái phong thuần phong mỹ tục của đất nước họ, họ có thể bị trù dập hay bị dìm xuống trong vấn đề tư cách, hay là kể cả bị hại về thể chất. Thành ra chúng ta thấy có khi Thế vận hội phải xét lại cái quan điểm đó. Và anh này ảnh cái luận điệu ảnh là thế này: Thế vận hội không có bắt buộc ai phải bắt tay hết, không có cái luật bắt tay là một. Thứ hai nữa, anh vì quan ngại về cái cá nhân anh, trở lại cái xã hội anh, không chấp nhận là bắt tay một người Do Thái. Trong trường hợp này thì anh không bắt tay. Mà bắt anh không được thi đua nữa thì tôi thấy cái đó xử hơi ép. Đúng. Nhưng mà có một cái nhìn khác đó là cái anh của nước Ai Cập là đạo Hồi, còn cái anh này của Do Thái. Từ hồi đó, từ lịch sử đến giờ, do đạo Hồi lúc nào cũng coi những người của Do Thái là thú vật. Nên họ, nếu mà thi trên một cái thế giới, một cái sân khấu lớn như vậy mà một người Hồi giáo mà thua cho người Do Thái, đó là một cái nhục của họ, tại vì họ coi người Do Thái là một thú vật chứ không phải là người. Đúng rồi. Họ cũng không nhưng có nếu, nên một là họ là, chấp nên nhận. Họ ảnh không có chấp nhận một okay. cái sự thua cho một cái con nhưng thú đây, vật. Đây nên, chúng ta nói nên... nó có hai mức độ, cái cấp độ quốc gia, tức là cái quốc gia Ai Cập đồng ý tham dự Thế vận hội, tham đúng. Dự những cái luật chơi đặt dưới cái xét xử của Thế vận hội. Nhưng thì mà tất nhiên họ mới đưa phái đoàn họ tới. Đúng. Này, Do Thái cũng vậy. Thì không thể nói là hai cái đội đó không thi đua với nhau. Tại họ đúng. Đã đồng ý thi đua nhưng với mà nhau. Trong lịch sử họ đã có thi đua rất là nhiều. Yeah. Và lần này lần đầu tiên, trong theo tôi cái, biết cái là... Cái điểm chính ở đây đó, ở đây mình nhớ mình bình luận á, mình nhìn nhiều khía cạnh. Đúng. Thì bây giờ một bên mình nói là à, cái anh Ai Cập đó ảnh không bắt tay là ảnh sai, kỷ luật đuổi về không cho thi đua nữa. Ừ. Nhưng nếu mà tôi đuổi đuổi hết cả hai, lý do anh đưa tay ra anh bắt là một cái thái độ chính trị hay không? Nếu anh đưa tay ra anh bắt mà trong ý đồ của anh đó, anh nghĩ là cái người kia không bắt tay anh mà anh vẫn đưa tay ra bắt để người ta xấu mặt, để người ta bị kỷ luật đuổi đi đó, thì tôi phải xét anh là cái người đưa tay ra anh cũng sai nữa. No, bởi vì no, no. Bởi vì không cái này mà nói rõ, bởi vì trong luật chơi Thế vận hội anh có quyền hữu nghị và anh có thể gật đầu chào như thế này, gọi là một cái gật, một cái bao, mà anh Ai Cập anh làm vậy khi mà người Do Thái bao anh có bao rồi no. với khán giả anh cũng chào đúng, rồi đối với các giám sát, tức là những người đúng. Judge anh cũng chào đúng. Tức là anh làm đúng theo cái nguyên tắc, nhưng mà đưa tay ra bắt thì anh không bắt. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì cái trước khi cái Thế vận hội 2016 năm nay đó, những cái thế phần trước Do Thái, Ai Cập, Israel, Iraq, Iran cũng có thi đấu với nhau mà họ cũng vẫn bây giờ bắt tay với nhau. Như với lại cái thời chiến thập niên 30 lúc mà Đức lúc đó là cái người khai trị Đức là ông Hitler. Bây giờ tôi ông hỏi bắt nè, buộc bắt bí anh Duy nè. Ok. Anh Duy đang đi thi đua cho nước Mỹ. Cộng sản Việt Nam gửi một người đánh judo với anh. Họ xăm trên cái tay hình Hồ Chí Minh, tay trái tay phải thì cờ đỏ sao vàng. Sau khi thi đua họ đưa tay ra anh có bắt không? Dĩ nhiên bắt rồi. Bắt buộc phải bắt. Anh bây giờ anh no. Là anh là Olympic, anh có cấm người ta không xăm hình Hồ Chí Minh, no. Hình cờ họ đỏ sao quyền, vàng trên tay no. Không? Cái là họ có quyền xăm cái gì trên người rồi. Của họ là quyền của họ. Nhưng mà anh có quyền từ chối không? Tôi có quyền từ chối nhưng mà tôi sẽ bắt tay.
À là tại vì anh Tại vì tôi là cao thượng hơn những người anh đó, nghĩ tại như vì những vậy. người đó là Anh chỉ là nghĩ là cái chứng đó nhân thôi. anh không có nhỏ nhen, anh Đúng. sẵn sàng Đúng vậy. làm người cao thượng hơn. Đúng vậy. Thì nhưng mà cái đó là cái chọn lựa của anh. Đúng. Nhưng mà giả dụ như tôi Đúng. chọn lựa không bắt tay, Đúng. rồi Olympic kỷ luật tôi đuổi về không chơi chơi thì có Thì công cái bằng đó không? quyền không bằng hay không, cái là không phải là không bằng hay nè, cái này À. là cái quyền, cái là luật lệ của Thế vận hội là sao, họ phải theo luật lệ đó. Nếu mà họ không Nhưng mà tôi không đã muốn nói, tham nếu nhưng mà họ không muốn tham dự mà tỏ vẻ ra một cái chính Thế trị, vận hội không có luật bắt bắt đúng, nhưng mà tay. họ tỏ cái hành động của ảnh là một cái tỏ vẻ là chính trị chứ không phải là một cá nhân, Bây nên cái là giờ ok, sai luật lệ có của thể Thế vận hội. mình phải xét lại cái luật chơi của Thế vận hội. Giả dụ như mỗi nước họ đi họ xăm những cái hình của những người lãnh tụ của nước họ và họ phô trương ra và mình không đồng ý thì sao, có bị đuổi ra khỏi Thế vận hội không? Chúng ta sẽ trở lại trong phần 2 của chương trình sau phần thông tin thương mại.